xin chào cả các bạn quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đây là Noob. Xin chào. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Minecraft thử thách cùng với Noob. Đấy, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với cái thử thách gì thì mình sẽ mở rương luôn cho bạn xem nhá. Đấy, ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với những cái con quái vật rồng, siêu rồng các bạn. Đây, con Rathalos đây, các bạn đã thấy rằng là 15.000 máu bạn, hơn 15.000 máu các bạn đã biết sức mạnh của nó ở trong cái thử thách lúc kim lóc màu hồng lần trước rồi và đã thất bại. Đấy, nhưng không, ngày hôm nay cùng với đó là một con rồng tiếp theo. Con rồng này cùi hơn các bạn, rồng này có tên là Tyrex các bạn. Đấy, kiểu như là nó hình như là đâu đó khoảng 5.000 máu đó các bạn. Đấy, nó cùi hơn con Tharanos. Đấy, rồi nhưng mà yên tâm, độ VIP thì mình nghĩ rằng là nó cũng xem nhau thôi. Đấy, và cùng với đó là thử thách đó là Elemental V2 đấy các bạn, thấy không? Lucky Block Elemental, Lucky Block nguyên tố version 2. Đấy, và khối kim cương để chúng ta làm mắc may mắn nó lên. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu thôi. 101 cái Lucky Block Elemental này, không biết là có giải quyết được hai con gọi là siêu rồng này hay không thì to be continued. Ơi, tiến hành thôi, xử đẹp hai con rồng này các bạn, làm gỏi thôi. Nhưng mà trước tiên là phải lấy đồ VIP đã. À, chúng ta sẽ được cái ui Sunstone à. Có vẻ là viên đá linh hồn đã có ở đây rồi bạn. Đấy, chúng ta sẽ đi tìm găng tay Thanos ở trong đây chăng. Rồi, một thanh kiếm bạn. Một thanh kiếm mình nhặt lại đây bạn, thanh kiếm lucky thôi nhưng mà có vẻ là enchant rất là nhiều, mình nhặt lên đi. Nhặt lên có gì dùng tới. Rồi, chúng ta có mũi tên này. Ngon ngon lành anh đào các bạn ơi. Rồi, có emerald chắc là không lấy. Emerald thì thôi. Ui. À, một cái xẻng các bạn ơi, xẻng elemental này. Xẻng này thì nói chung là đào rất là nhanh các bạn. Đấy, tiện thể là bạn nào còn không nhớ cái Lucky Block Elemental version 2 thì đấy, những cái đồ VIP này. Nhưng mà mình nghĩ rằng là 11 sức tấn công à. Ừ, được đấy. Xẻng này cũng mạnh các bạn, 11 sức tấn công lận. Thế là mình cũng nhặt đi. Rồi, Lucky Block thêm thì mình không nhặt thêm đâu nhá. Rồi, chúng ta được viên đá gì đây? À, viên đá thực tại à. Ngon, trời ơi. Đấy, các viên đá này liên quan đến đến găng tay của Thanos đấy các bạn ạ. Hơi bị xịn sò con bò đấy. Rồi ôi, viên đá này cất đi. Tí nữa thì chúng ta mong rằng là chúng ta đập được cái găng tay, cái bao tay. Rồi, ở đây chúng ta có một set đồ lucky này. Nhưng mà không có kim cương các bạn. Thôi bỏ đi. Không có kim cương này coi như là vứt đi, có làm cái gì được đâu. Rồi, chúng ta sẽ làm mắc may mắn tiếp. Cứ từ từ thôi, cứ 9 cái một các bạn. Không có gì phải vội cả. Bởi vì vẫn còn ở đây mà. Rồi, chúng ta nhận được một lời thì thầm và sau đó là quả táo. Ok, cái gì đây? Cái này là tăng cái gì đấy? Ui, trời ơi. À, cái này kiểu như là thức ăn vậy các bạn. Sau khi mình ăn nhặt một cái là tăng tốc độ này. Nói chung là mấy cái này thì hiện tại thì nó chả giải quyết vấn đề gì các bạn. Mình đập Lucky Block thì ở đây cũng không có vội vàng các bạn ạ. Chỉ có chạy nhanh thôi. Ừ, chắc có mỗi chạy nhanh là mình dùng tới thôi. Rồi, ăn quả táo hay hay vào đã. Hay hay hay. Ăn vào xong hay hay. À, chúng ta nhận được một cái, yes, một cái quần Elemental Master. Ui, nó kiểu như là quần Ultimate đấy các bạn ạ. Đấy, Master mà. Ôi, nguyên tố Master luôn. Hay quá, chúng ta nhận được một cái mũ và một đôi giày. Được, được các bạn ơi. Ngon lành rồi, Heavy Pickaxe. Không, không, không. Mấy cái, ui, ngon, nhận được luôn cái áo Elemental Master này. Đấy, chưa gì đã được đồ VIP rồi. Rồi, nhận được một mũi tên Elemental Around. À, cái mũi tên này mình nhớ rồi, là để nó dùng cho cái cung Elemental đấy các bạn, Elemental Bow đấy. Rồi, lại được cái áo. Không biết là có nên nhặt không. Thôi cứ nhặt đi nhờ, biết đâu tí nữa đánh nó hỏng giáp làm sao. Mình cũng chả biết được rằng là, mình cũng chả nhớ rằng là cái Lucky Block này, cái áo đồ này nó có không phá vỡ hay không ấy. Thế nên là thôi, unless lucky à. Không, không, đọc cái tên rồi mà. Ui, trứng rồng à, ui ôi, chết dở rồi. Đào tạo ra một phù thủy rồi. Lại cái áo à, làm áo thế. Rồi, cứ nhặt đi các bạn. Rồi, chúng ta nhận được một cái gì đây? À, một cái gậy các bạn ơi. Gậy này sẽ tăng cho mình cái gì? Cộng 200% everything và cộng 6 attack dam. Rồi, có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng và sẽ nhận được tất cả các hiệu ứng này hình như là level 2 à. Ở 200%, đúng rồi, level 2 các bạn. Ok, hiểu rồi. Gậy này nó kiểu như là poi vậy các bạn. Nhưng mà nó được vĩnh cửu. Ui, sướng nhỉ, mình thích dùng bao nhiêu lần cũng được bạn. Rất là sướng. Rồi, nhận được thêm một viên đá nữa, đó là viên đá thời gian, time stone. Ok, được cái quần tiếp này. Nhặt thêm cái quần đi. Mình mới có một cái mà. Rồi. Ok, chúng ta cứ bình tĩnh thôi, không có gì phải vội bạn. Bây giờ mình phải cần một cái vũ khí gì đó nó xịn sò. Hiện tại là chưa có vũ khí gì xịn sò. Rồi. Xẻng à. Wow. Cái này cái gì đây?
Cái này giống như kiểu là wow, cái đao hai lưỡi này giống như kiểu các bạn thấy này, các bạn thấy giống của ai không? Đấy, đây chính là cái đao của Thanos thì phải này. Úi giời ơi, ngon. 14 sức tấn công các bạn. Cũng được đấy, cũng rất gì vào này nọ. À, chúng ta nhận được một cái mũ Elemental Master. Rồi cái mũ đỉnh viên ngọc các ấy này, các màu ở trên này các bạn, viên kim cương ấy. Úi giời ơi, hợp lý các bạn ơi. Rồi, tiếp đi. Hay quá, vũ khí có rồi. Áo giáp là có rồi. Úi giời cái này không. Cái này là hình như là đây cái áo giáp của bên Lucky Blocking này, cái áo giáp màu hồng này. Rồi bỏ đi bạn, mình có đồ VIP hơn rồi. Rồi chúng ta có mũ tiếp này. Bây giờ mình cần đôi giày các bạn, cần đôi giày. Rồi ôi lại mũ này, à cái giày này không. Cần đôi giày, nó cho mình luôn đôi giày màu hồng các bạn không. Mặc cái này vào ấy là chúng ta sẽ bị ràng buộc luôn và mình không thể nào mặc đồ khác được. Thế nên là không thể nào các bạn, không thể nào mà chúng ta gọi là một phút gọi là dại dột mà chúng ta có thể là mặc linh tinh vào là đi bụi liền. Đi bụi luôn đấy chứ không phải là trời ơi chờ đợi gì đâu. Ok, chúng ta đập thêm 16 cái nữa. Một quả trứng à? Quả trứng gì đây? Wow, quả trứng này dùng để đánh được này, sắc bén 5 luôn các bạn ạ. Sẽ giữ ra đây đánh con thỏ một cái nào. Đứng lại. Ui, đánh cái chết luôn các bạn. Ghê gớm thật. Trứng nó hơi bị xịn đấy, nhưng mà thôi bỏ đi. Trời ơi. À, chúng ta có vàng. Đấy, và sinh ra gà con. À, một thanh kiếm gì đây? Elemental version 2 à, thanh kiếm may mắn các bạn. Rồi, bỏ đi. Thanh kiếm may mắn này mình cũng không lấy đâu. Lại cái áo à? Wow, một cái pickaxe. Rồi, chúng ta nhận được một cái Elemental pickaxe. Đây mình ra đây test luôn các bạn xem nhá. Thực ra thì mấy cái dụng cụ này thì đây, mình nữa dùng để đánh nhau không biết là được không. Úi giời, đào nhanh lắm các bạn ạ. Đấy các bạn thấy không? Đấy tốc độ cuốc của nó thì nó thuộc tốc độ bàn thờ rồi. Ok. Rồi vứt mấy cái này đi. 18 sức tấn công đấy, không phải gọi là cùi bắp gì đâu. 18 sức tấn công các bạn. Mỗi tội là tốc độ nó có 1.2 thôi. Nó hơi gọi là hơi lâu la một xíu. Rồi chúng ta sẽ cứ để đây ra, xong tính sau nhá. Tí nữa là đồ nào VIP, đồ nào dùng rồi. Pickaxe kim cương không lấy, siêu X không lấy. Đồ nào dùng thì mình lấy thôi. Rồi cái dương gì, ui Lucky Block. Không lấy này. Ui kiếm à. Mấy cái này mình không lấy đâu các bạn ạ. Trời ơi. Ui lại một cái đao các bạn ơi. Thôi đao cũng chả lấy đâu. Chúng ta lấy chủ yếu là cái gì đây? Hero Bright X à, xem nào. Ui rồi sắc bén level 10 mình cũng lấy làm cái gì. Trời ơi sắc bén level 10. Wow, đây rồi, vừa nói xong. Đây này, trời ơi. Ui cái này không phải master các bạn, chỉ là một thanh kiếm Elemental bình thường thôi. Nhưng mà 20 sức tấn công. Được, 20 sức tấn công xịn hơn cái này rồi. Chắc chắn là chúng ta dùng cái này là nếu không có vũ khí nào VIP hơn là dùng cái này là chắc rồi. Ok, ngon. Được rồi. Được cái vũ khí rồi các bạn. Một pickaxe tiếp. Được cái vũ khí là ngon lành cành đào rồi. Oh, chúng ta nhận được một cái vật tổ trường sinh này. Ok, time stone. Oh, một cái mũ tiếp à? Không. Mình cần đôi giày các bạn ơi. Mình cần cái đôi giày để mình có thể là nguyên một độ bộ Elemental để chúng ta có thể là có full cái hiệu ứng ra nào. Không có luôn á. Khó nhờ. Có vẻ là hơi khó rồi đấy. Bắt đầu đến giai đoạn mà tìm được full một set đồ là cũng hơi khó rồi. Đấy là mình còn đập mắc may mắn nhá. Rồi. Toàn mấy cái xương tào lao thôi. À chúng ta nhận được mấy gậy mới này. Ui. Gậy. Gậy này xịn hơn các bạn ơi. Gậy này là tăng 400%. Gọi này là gậy này cấp độ 3 còn cấp độ 1 này các bạn. Rồi bỏ đi 400%. Chắc chắn là dùng vào tất cả các chỉ số này là level 4. Phải không? Chuẩn luôn các bạn ơi. Ui. Xịn thế, hồi máu này. Ui thế này là mình bất tử luôn rồi. Ngon. Hồi máu liên tục luôn các bạn ạ. Wow. Thế này thì rồng ơi đi bụi rồi không. Nhưng mà nếu nó cắn một cái mà mình đi bụi đấy. Ha. Con rồng nó cũng mạnh lắm các bạn ơi. Con rồng nó cắn mình một cái là cũng ngấp ngoài rồi. Thế nên là cũng chưa chắc gì đâu. Chưa chắc gọi là bất tử đâu. Rồi chúng ta lại nhận được thêm một cái. Ồ cái này là. À cái này là 12 thức tấn công. Cái này là cấp độ 2 này. Thì tính ra mình được full rồi. Từ 1 đến 3 luôn đấy. Không biết là có 4 hay không thôi. Đập tiếp đi. Ui có cái vội vàng nhanh thật. Lại là thanh đao à. Rồi chúng ta còn 32 cái Lucky Block nữa thôi. Cái skill hòm này kiểu như cái dương các bạn. Skiller này. Rồi chúng ta tiếp đi, 16 cái nữa đi. Sử đẹp đi. Cái này là cái gì đây? Hammer à? À một cái hammer các bạn. Rồi cái này đi mai thì bá cháy luôn bạn. Nói chung là mấy cái này thì dùng để đi mai thôi chứ còn chúng ta không sao, mình cứ dùng đây tí nữa đánh nhau bạn.
Úi dồi, thấy chưa? Cái này có 13 sức tấn công, nó hơi cùi bắp tí. Ok, đập tiếp đi. Đất này. Một mũi khoan này. Rồi. Mũi khoan này là đúng là chỉ dùng để đi mai các bạn đây. Hay, cái này có 5 sức tấn công, thôi chắc có lẽ rằng là mình vẫn để trong người đi. Chúng ta nhận được một thanh kiếm sắt. Không có tác dụng gì. Một viên đá này. Ok, viên đá gì đây? Spec à? Viên đá không gian à? Ok, viên đá không gian các bạn ơi. Không gian luôn. Xịn thế. Rồi, đập nhanh nhỉ. Cái gì đây? Xẻng các bạn. Lại được xẻng elemental. Mình đang có nhìn trong bóng tối mà. Cái gì đấy? Random enchant item. Không không, mình không enchant các bạn đây. Nhìn trong bóng tối mình còn 37 giây cơ. Thoải mái. Này the star này. Mấy cái này thì xem nào. Ui, khó thế nhờ. Kiếm đôi giày căng nhờ. Cái này là dùng để ăn rồi. Xong rồi đấy. 16 cái đã hết rồi mà vẫn chưa được. Từ mình đập thêm cái này, mình nhặt lại. Viên lại viên đá thời gian. Đây, enchant thêm cái nữa nhé. Enchant thêm cái cuối này. Rồi ok, chúng ta đập 15 cái cuối cùng xem rằng là. Rồi không được luôn. Xem là được đôi giày không. Cho xin đôi giày đi làm ơn. Rồi lại viên đá này. Thực tại tính ra viên đá sức mạnh vẫn là gọi là xịn sò bạn. Power stone ấy. Rồi lucky block. Một mũi tên. Từ vừa nãy là toàn được tên thôi, không được cung các bạn ạ. Mình đã để sẵn sẵn tên ở đây mà chưa thấy cái cung elemental đâu. Rồi ô, đánh rồng mà phải bắn bằng cung mà biết đâu nó bay, làm sao mình đánh được. Tí nó chết rồi. Mà không có fly các bạn ơi, cái này nó không có fly. Rồi xong rồi, đi bụi rồi. Rồi ok, chúng ta sẽ thử dùng cái mũi khoan này xem nó có lợi hại hay không. Ôi ôi, nó còn đen hơn đấy các bạn ơi. Rồi, vẫn thế các bạn. Mấy viên đá này tính ra nó cũng. Rồi, chả có cái gì các bạn ơi, toang rồi. Được cái đôi giày lầm lầm. Rồi, được cái đôi giày lầm lầm. Thế nha, mình có nên là ra đây. Có bác người dân bác kia vừa lại bị sét đánh rồi chứ. Tiếc thật, bác kia bị sét đánh rồi các bạn ạ. Không thì mình có thể là chúng ta đi đổi đồ, lấy ra cái đào kim cương đổi đồ rồi. Bác kia biến hình thành gọi là phù thủy rồi. Cay nhờ. Rồi bây giờ chúng ta đá này không có đá sức mạnh ta. Đá thực tại thì cái này là biến ấy rồi. Mấy cái đá này đá linh hồn à. Đá có đá sức mạnh thì có vẻ là xịn hơn đúng không ạ? Đá sức mạnh thì nó xịn hơn rất là nhiều. Đá thời gian này. Mấy cái hiệu ứng này chả khác gì các bạn ơi. Tiếc nhờ. Có đá này thì giúp mình dịch chuyển này. Thực tại có đá sức mạnh, thôi bỏ đi. Mấy cái đá này mình cũng nghĩ rằng là cũng chả giúp ích gì cho mình đâu. Đấy, chúng ta xem nào. Chúng ta sẽ bắt đầu chiến nhá. Đấy, vũ khí đã sẵn sàng rồi. Ok, búp lên nào. Hammer này, chúng ta cần cầm hammer. Đấy, còn cầm gì không? 18 cái này. Cái 18 xuống tầng, thôi 20 đi. Đấy, cái kiếm này nữa. Rồi, trước tiên là chúng ta sẽ thả cái con rồng gọi là mới của chúng ta xem là con này là. Đây, con rồng đây. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Xịn chưa? 5.000 máu đấy các bạn ơi, đừng có đùa. Rồi, mình xử đẹp con này nào. Chúng ta xử. Ui, con này chạy như con báo ấy. Ui, trời ơi. Rồi, nó không đứng yên đâu bạn. Rồi, chúng ta đánh có 3 máu các bạn. Đánh có 3 máu thôi. Ok, mình sẽ. Ui ôi, mạnh thế. Rồi, thử xem nào. Ui, đánh có 6 máu đấy các bạn ơi. Rồi luôn. Rồi, một map chết. Một cắn chết luôn. Dã man thật. Rồi, đấy các bạn thấy không? Hiện tại là vẫn chưa con nào có đối thủ. Sao mấy con này mạnh thế nhở? Ui, nó ném đất kìa. À, con này nó còn xịn hơn cả cái con Rathalos thì phải. Wow. Ui. Rồi ôi. Yên tâm. Ui ôi, chạy. Run. Rồi ôi. Ui, nó đánh sắp hỏng cái ấy rồi. Nếu cứ đánh này thì mình sẽ thua mất các bạn. Mình không thể nào mà thắng được rồi. Mình đánh cái thế nào? Dùng cái kiếm 20 sức tấn công nha. Kiếm VIP nhất nha. Không phải dùng cái hammer đi. Sao mày làm sao? Mày làm sao? Tao sẽ đánh nổ mày. Đấy, đánh mãi mới được 100 máu. Chết rồi. Cái con 5.000 máu mà đánh không xin nhê thế này. Ui ôi. Trời ơi, con này có kỹ năng ghê thật. Xem nào, tiếp tục nào. Chết rồi, ngày hôm nay lại một ngày ăn hành no của núp rồi. Viên đá không gian thì chắc là mình không cần. Mình sẽ sử dụng mấy cái này đi. Rồi, viên đá linh hồn nào. À, trở lại đây. Linh hồn này thực ra cũng chả làm gì bạn. Đấy, làm sao? Nào, làm sao? Rồi nhá.
nó đánh mình các bạn, yên tâm nó đánh mình không mất máu rồi, bởi vì có viên đá mà. Ngon ra đây. Đâu rồi? Nó đâu rồi? Ơ. Con này chạy rồi à? Chết giờ rồi, nó sợ mình nó chạy mất rồi. À đây đây đây. Đánh đi. Ngon này, đánh đi. Ơ, con này. Ui, con này nhảy như báo luôn. Ui. Này. Sa ma đật. Ui. Rồi yên tâm không chết được đâu các bạn ơi. Rồi viên đá thực tại của mình. À cho mấy cái này biến đổi thành ấy đi, lava đi. Yên tâm mấy con này nó không giết được mình các bạn. Nó nhảy như kiểu báo luôn bạn ơi. Ui. Rồi ok, đánh con này nào. Ui 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 ui. Chết giờ rồi, chết giờ rồi. Rồi ok, mình phải sử dụng viên đá thực tại bởi vì để nó hồi máu cho mình các bạn. Viên đá thực tại rất là lợi hại các bạn thấy không? Rồi từ 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 từ. Đấy. Được chưa? Bây giờ ta sẽ bất tử rồi bởi vì có viên đá thực tại. Lá mà có viên đá sức mạnh. Ui. Lâu lâu không bất tử đâu nhá. Lâu lâu là nó. Rồi ok, lại đổi lại các bạn. Cái này là phải đổi lại các bạn. Rồi ok. Chúng ta cũng phải đổi lại, đổi đi. Ui. Đánh một cái. Có vẻ là giết được con này các bạn ạ. Có giết được. Ui, đã sắp hỏng đồ rồi. Thế này thì thôi. Mình phải lượng sức mình các bạn. Khó rồi các bạn. Thật sự là rất là khó. Con này nó rất là mạnh. Đứng lại. Thanh kiếm vip nhất của ta đấy. Con này đúng thật. Con này họ nhà. Cái này con này họ nhà gọi là mãnh thú rồi chứ không phải là hờ rồng nữa bạn ơi. Ai, kiểu như là anh em họ hàng nhà người sói các bạn. Đúng rồi. Bay nhảy rất là ghê. Rồi tiêu diệt nó đi. Yên tâm. Yên tâm mình giết được các bạn. Bây giờ là giết nó khoảng 500 máu rồi. À làm sao? Làm sao? Biến hình lại ngay. Láo thật. Láo thật. Có đá viên đá sức mạnh. Úi rồi. Có viên đá sức mạnh thì ngon. Trời ơi. Con này mình đánh vật vã này, mình nghĩ rằng là cái con Rathalos kia chắc là chịu thôi. Ngày hôm nay mình không đánh được rồi. Thế nên là không cần thả đâu bạn. Mà tí nữa xem mình có thả ra cho bạn xem nhá. Đấy, chúng ta sẽ tiêu diệt con này đi. Mình tiêu diệt, cố gắng tiêu diệt được con này thì mình thả ra cho bạn xem nó có xịn sò hơn không. Đấy, còn một nửa áo giáp thôi. May là vừa nãy mình vẫn nhặt thêm cái mũ với cái quần với cái áo đấy. Mong là sẽ đủ. Ok. Ui ô, mày định làm gì? Ờ, búp cái này lên. Búp cái này lên, rồi. Mày định làm gì? À, con rồng cuối bắp này. Hả? À, rồng cuối bắp này. Mày định đánh ai? Trời ơi, yên tâm, 4.400 máu các bạn. Ui, dã man. Mày làm sao? Đấy các bạn thấy không, kiếm 20 đam mà đánh nó như thế này thôi. Đấy là mình còn có cái cây gậy này tăng rất là nhiều chỉ số rồi đấy. Ui, đánh mãi mới được 1.000 máu ạ. Vấn đề thời gian thôi, yên tâm. Vấn đề thời gian thôi. Nước sẽ giết được con này. Nước sẽ không bỏ cuộc. Just do it. Chúng ta sẽ làm được. Bởi vì là chúng ta có viên đá thực tại. Giết. Rồi yên tâm, không mất máu. Ui, này nó. Rồi luôn. Hay quá. Nó không đánh được mình các bạn ơi. Rồi, hay quá, nó đứng yên đây. Rồi luôn, xử đẹp con này các bạn ơi. Nào làm sao, mày định làm gì tao? Úi giời ơi, không đánh được tao đâu. Ơ, chết tao, không đánh được. Cái kiếm này đánh rất là xa các bạn. Thế nên là mình có thể đứng xa đánh nó được. Đấy, mình cứ đánh đứng xa này thôi. Đấy, 3.900 các bạn. Ui, đánh con này nhưng không khác gì kiểu như đánh con rồng The King luôn các bạn. Nhưng mà con này mình nghĩ rằng là nó khả năng nó tiêu diệt cận chiến nó xịn sò hơn này. Rồng The King thì nó khó chịu hơn, nó đẩy lùi. Làm sao? Ui, 3.800 máu rồi. Trời ơi, ai à, làm sao? Rồi, mình cứ đứng xa đi. Ơ, à, nó mắc kẹt rồi, hay quá. Đúng rồi, mắc vào cây rồi phải không bé. Bé cưng. Rồi, đánh bằng kiếm này các bạn. Đánh bằng kiếm này nó còn được nhiều. Chết rồi, búp. Ui ôi. Mình nhảy như siêu nhân ý. Làm sao? 3.700. Rồi, đánh từ vừa nãy mới được đâu đó khoảng Làm sao? Trời ơi, 3.600 rồi. Ui ôi, mà dã man luôn bạn ơi. Tổng quất gia truyền cho con rồng này. Đấy nhá, 5.000 máu nó còn như thế này. Mà 15.000 máu chắc mình đánh đến sáng mai các bạn ơi. Rồi mình chắc có lẽ mình phải né skill của nó rồi. Chứ giờ này không thể nào mà đấu trực diện nó được. Đấy, nó cứ đánh ở đâu thì mình né đấy bạn. Hello, xin chào. Ui, con này đúng thật là kiểu như là rồng đất ấy. Nó có khả năng ở dưới mặt đất nó rất là di chuyển rất là linh hoạt. Đấy,
Các bạn thấy không? Rất là linh hoạt luôn. Rồi ok, 3.400 rồi. Chúng ta đánh được đâu đó khoảng 1/3 rồi các bạn ơi. 1/3 chặng đường rồi. Tâm, mình tiêu diệt được con này các bạn. Mình tiêu diệt được. Cái gì đấy? Đây là cái gì đấy? À ui ôi. Láo nháo. Rồi ok, mình mỗi lần may là có cái viên đá thực tại rồi nhá. Nhưng mà có viên đá sức mạnh thì nó vẫn lợi hơn, viên đá sức mạnh nó xịn lắm. Mà không sao. Được voi đòi hai bà trưng các bạn. Rồi 3.300 máu rồi. Úi giời ơi. Mình đang bị hết ấy này. Mình đang bị hết thức ăn này. Chắc là phải cho nó tiêu diệt mình xong mình. Có nên cho nó tiêu diệt mình không để mình hồi lại thức ăn không ta? 3.000 đấy. Áo giáp vẫn còn nhiều các bạn. Thoải mái. Cái này được cái đánh xa các bạn. Chạy. Chạy lên quận. Rồi, búp thêm. Ngon chưa? Ngon lành cánh đào chưa? Từ đá linh hồn nào. Vứt này cho nó đi chậm. Rồi. Tiêu diệt nó thôi. 3.200. Cái này là yếu đuối à? Sự chậm rãi. Ủa, đánh mãi mới cờ rít đam mới được có 10 đam các bạn. Ui. Rồi ok, không sao. Hồi lại cái. Rồi bây giờ mình sẽ ra nhá. Hồi lại cái thức ăn cho mình cũng được. Đang định là tự sát đây mà. Rồi, đã quay lại đây này. Con dòng ấy đừng bảo nó hồi máu nhá. Giờ này mà nó hồi máu thì thôi. Mình nghỉ chơi với nó luôn đấy. Đây nó bên kia rồi. Cả thanh kiếm này xem vánh thanh kiếm này nó có nhiều máu hơn không. Cái thanh đao của Talos. Ôi trời ơi, thanh đao này. À thanh đao này cũng được đấy. Ui. Ôi sao nó càng ngày nó càng đánh đau vậy. Thế giờ rồi nó đến giai đoạn gọi là hóa thần rồi. Hỏng rồi các bạn này. Nó đến giai đoạn là hóa thần hóa quỷ rồi. Mình không đánh lại được nó tầm này. Hỏng rồi. Cái kiếm này thì đánh nhanh các bạn ấy. Ui ôi. Ném một cái rồi mà ngấp ngoài rồi, chơi bẩn thế. Trời ơi, chơi đẹp tí đi. Mày là rồng mà. Mày sao mày. Mày bắt nạt tao. Mày là rồng mà. Trời ơi. Tao sẽ tiêu diệt mày. Yên tâm, mày còn một xíu máu nữa thôi. Mày yếu lắm rồi, tao biết mày mà. Mày đang đến giai đoạn. Ui ôi, nó nhảy tí nữa mình đi bụi luôn. Tao biết mày mà, sắp đến giai đoạn mày đi bụi rồi. Thế nên là mình phải cẩn thận mà. Úi ôi. Rồi 10 máu này. Ui, nguy hiểm quá. Mình phải di chuyển tay liên tục từ cái tay nọ sang tay kia để hồi máu luôn các bạn. Không thì nó cắn. Tránh trường hợp sốc đam. Tránh trường hợp sốc đam một cái là chết luôn. Đấy. Chết luôn. Đi bụi luôn. Úi giời. Tránh trường hợp sốc đam. Con này nhảy như khỉ. Tránh trường hợp sốc đam. Rồi chúng ta đã sắp đi được 1/2 chặng đường rồi. Úi giời. Ui ôi. À nó sốc đam mình một cái vẫn chết kìa. Cay cú nhờ. Ừ ạ, chờ ta tí. Ta sẽ ra đây. Xem. Cay thật các bạn ơi. Đâu à. Tới liền đây. Nếu mình cầm mãi cái này ấy thì cũng được thôi. Nhưng mà Mình lại không ấy được. Ồ, cái này đánh được bao nhiêu máu đây? Đánh được 3 máu à. Cái này cũng được ấy nhờ. Cái này tính ra cũng hay nhờ. Tính ra mình bất tử mà. Đánh này thì được thôi nhưng mà. Ui chết rồi. Nhưng mà mình được ít máu các bạn ơi. Được có mấy máu rồi à. Cái này thì mình sẽ chắc chắn là trong trạng thái bất tử rồi. Chắc chắn là trong trạng thái bất tử. Rồi ok, hỏng cái mũ rồi. Chắc chắn là trong trạng thái bất tử. Thế nên là cũng không sợ nó tiêu diệt mình. Nhưng mà đại khái là mình đánh nó ít máu quá à. Rồi đấy các bạn thấy không. Đánh mỗi lần có 3 máu. Đánh mỗi lần có 3 máu thôi. Trời ơi. Tổng quát gia truyền cho nó. Tổng quát gia truyền. Rồi cầm kiếm đi cho dễ. Mỗi lần đánh này nó còn nhanh. Mày ngoan mày ra đây mày. Trời ơi. Con này thề luôn chứ. Bây giờ hình như. Ủa ôi. Mình đánh nó xuống giai đoạn 500 máu. Nó cứ bị làm sao các bạn ạ. Rồi, nó cứ kiểu như nó cứ nhảy nhót linh tinh à. Nó khiến mình bị chậm rãi. Rồi nó lại nhảy xuống nước rồi. Rồi ngon ra đây. Cái con này ấy, khi điểm yếu nó là nhảy xuống nước các bạn ạ. Khi mình tiêu diệt nó mà nhảy xuống nước ấy thì là nó sẽ bị gọi là đơ ở đấy luôn. Đấy, rồi. Bắt đầu nó đơ ở đây luôn này. Chúng ta sẽ chạy ra đây. Đấy, trời ơi, mình biết điểm yếu ấy, con rồng là gì rồi.
đó chính là khi mình tiêu diệt nó sẽ bị đơ ở dưới nước. Rồi mà mình ra đây đánh nó thôi. Đấy, cứ ra đây đứng đây đánh nó thôi. Tổng quất ra truyền là nó bị đơ ở dưới đây rồi mà. Thế nên là bây giờ nó chả làm gì được mình. Trời ơi. Đấy, trời ơi, 400 máu này. Tiêu diệt con này nào. 300 rồi. Chúng ta còn một xíu nữa sắp tiêu diệt được nó rồi. Ok, nó bị đơ dưới nước rồi bạn, bị đóng băng rồi. Chả làm gì được mình đâu. 300 máu. Đấy, từ vừa nãy là rình rình cứ đẩy nó dưới nước lại ngon. Đỡ phải mất công chúng ta gọi là chạy đi chạy lại. Đấy, trời ơi, dòng gì. Ủi bác quá. Trời, dòng này sợ, dòng sợ tắm các bạn. Kiểu như là mùa đông rồi. Thế nên là dòng nó sợ tắm các bạn này. Mùa đông là kiểu như là dòng nó tắm nên là mấy năm nên tắm một lần ấy, thế nên là đâm ra tắm nhiều quá nó sợ. Rồi, chúng ta còn 100 đâu đó khoảng vài oánh nữa thôi. Đấy, con này sắp chết rồi, yên tâm. Mình xử lý được con này bảo rồi mà. Vấn đề thời gian nữa các bạn ơi. Ôi chết rồi, nó càng ngày càng đi xa rồi. Càng ngày càng đi xa với mình rồi, yên tâm, mình tiêu diệt được các bạn. Đi bụi đây. Đi bụi đây. Đi bụi đây. Rồi, ok, nó đi bụi rồi đấy. Ơ, con này chết chưa? Đi bụi đấy, ơ. Buồn cười thật. À, con này chết rồi các bạn ơi. Rồi, luôn, nó đang phân hủy xác các bạn ạ. Rồi, ok, con này đi bụi, chắc chính xác là đi bụi thật sự rồi. Đấy, người nó bắt đầu đang phân hủy này. Đó, đang rơi từng mảnh gọi là mảnh xương, mảnh gọi mảnh da ra này, vảy ra này. Bắt đầu biến mất này. Đây cho bạn nhìn nhá. Đấy, chắc chắn là nó đã. Ui, đang làm dây chết à. Ui, đang sủi lam tăm này bạn, đã biến mất trong khỏi thế giới này luôn. Mình có đủ găng tay Thanos là mình búng như một cái nó biến mất từ lâu rồi. Ok, bây giờ đến chúng ta thử xem nhá. Chắc là mình nghĩ rằng là không thể đánh được con Thanos này đâu, bởi vì nó rất là mạnh. Nhưng mà không sao, chúng ta cứ thử sức xem. Biết đâu bất ngờ nhờ nó đánh một cái. Đây, ra Thanos của chúng ta đây. Thanos của chúng ta đây. Ui, con này cũng bình thường nữa nhờ. Úi dồi ôi, chả bình thường tí nào đâu. Con này. Úi dồi ôi, con này. Con này nhờ mình, con này mình đánh 21 đam các bạn ạ. 21 đam thì chắc cũng nhanh thôi. Ờ, vấn đề thời gian đó các bạn ơi. Hiểu không? 15.000 các bạn nhân sơ 15 chia cho 21. Trung bình là tầm 20. Các bạn chia cho 15.000 chia cho 20 đam đi là sẽ ra được mình đánh bao nhiêu cái sẽ chết được cái con rồng này các bạn. Úi dồi. Đấy, đánh một lúc đã được 300 máu rồi thì cũng nhanh thôi các bạn, cũng không lâu đâu. 10 cái được 200 máu rồi, đơn giản mà. Bình thường các bạn, 100 cái là được 2.000. 1.000 cái đâu đó khoảng 500 cái. 1.000 cái được 20.000 phải không? Đấy, nó cũng được các bạn, tiêu diệt được, vấn đề thời gian rồi. Ok, thì có lẽ rằng clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Đấy, đại khái là mình đã tiêu diệt xong cái con rồng kia ở 5.000 máu các bạn, 5.000 máu. Còn cái con rồng Thalot này thì 15.000 máu thì mình chịu được các bạn. Mình mệt lắm rồi, mình oánh từ vừa nãy rồi, mệt lắm rồi, không thể nào mà oánh được nữa rồi. Ok, thì nếu các bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like nhờ nha, ấn đăng ký kênh của Noob nha. Và đừng quên comment cái thử thách tiếp theo dành cho Noob nha. Và xin chào, gặp lại. Bye bye. Bye bye.